Cuối cùng mới có một bộ anime mà nhân vật chính đúng chuẩn hình mẫu lý tưởng của tao. Một kẻ lạnh lùng và ít nói. Đám bạn không hiểu tại sao tao trở nên im lặng và luôn được 5 điểm bài kiểm tra. Chúng đó không biết năng lực thực sự của tao và không hề biết tao xuất chúng tới mức nào. Tao chẳng coi chúng là gì ngoài công cụ. Tao ước mình có thể vào trong thế giới anime và bộc lộ con người thực sự của mình. Tao tin chắc rằng tao chính là hóa thân ngoài đời thực của Anokugi.